Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 25 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh lao. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo củng cố năng lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, công lập và tư nhân, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở trong việc phát hiện, quản lý, điều trị và phòng bệnh lao, trong đó có việc gắn kết với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với Bộ trưởng Bộ Y tế, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ công tác phòng chống bệnh lao cho các địa phương, tổ chức tổng kết 10 năm triển khai chiến lược quốc gia phòng chống bệnh lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chiến lược quốc gia phòng chống bệnh lao cho giai đoạn mới, ra soát, xây dựng và cập nhật các hướng dẫn chuyên môn về phát hiện, chẩn đoán, điều trị và quản lý dự phòng bệnh lao. Thủ tướng cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền cho các thành viên và phối hợp với các cấp chính quyền để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh lao.